Thưa quý vị, việc sử dụng tế bào gốc để điều trị bệnh ác tính đã có ở nước ta từ nhiều năm qua. Bên cạnh sử dụng tế bào gốc từ tủy xương, thì việc lưu trữ và sử dụng tế bào gốc từ máu cuống rốn đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây bởi những ưu điểm của nó như thủ tục lưu trữ đơn giản, thời gian lưu trữ dài và việc lưu trữ máu cuống rốn không chỉ dự phòng điều trị bệnh hiểm nghèo cho chính bản thân đứa trẻ mà còn cho cả những người thân trong gia đình nữa. Tuy nhiên, để biết rõ hơn về phương pháp này, Lương Mạnh Hải xin mời quý vị hãy cùng trò chuyện với hai vị khách mời ngày hôm nay. Đầu tiên, xin được giới thiệu với quý vị tiến sĩ bác sĩ Mai Văn Điển. Xin được chào bác sĩ và rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian của mình để đến với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Chào Minh Hà, chào quý vị khán giả. Và ngồi kế bên bác sĩ là chị Minh Hà, bà xã của ca sĩ Lý Hải. Một lần nữa xin được thay mặt chương trình cảm ơn bác sĩ Mai Văn Điển cũng như là Minh Hà đã tới tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, trước đây thì người ta chỉ coi nhau thai là rác thải y tế. Thế nhưng mà những năm gần đây thì việc lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn đã phổ biến hơn. Vậy thì ngày hôm nay bác sĩ có thể giải thích rõ hơn, chi tiết hơn về việc lưu trữ này được không ạ? Và lợi ích của nó. Như chúng ta đã biết trước đây thì là trong cái quá trình mà đỡ sanh, sau khi mà bác sĩ cắt dây rốn để tách em bé ra khỏi người mẹ thì toàn bộ cái dây rốn vào bánh nhau sau đó sẽ bị loại bỏ hoàn toàn, coi như là rác y tế. Nhưng mà sau này thì các nhà khoa học đã chứng minh được là trong dây rốn và bánh nhau có rất nhiều tế bào gốc mà hữu ích cho việc điều trị các bệnh chứng nan y như là trong các bệnh lý về huyết học, bệnh lý thần kinh, bệnh lý tim mạch, bệnh lý về xương khớp, rồi bệnh tiểu đường, các bệnh lý về da. Chính vì vậy cho nên là hầu hết các ngân hàng máu trên toàn thế giới người ta đã triển khai cái kỹ thuật là thu thập, phân lập và lưu trữ lâu dài cái tế bào gốc từ máu dây rốn nhằm để tạo ra một cái nguồn tế bào gốc mà có sẵn, sẵn sàng để có thể phục vụ cho việc điều trị. Và tiếp theo xin hỏi Minh Hà, tức là Minh Hà đã sinh 3 em bé rồi nhưng mà đến em bé thứ 3 thì mới quyết định là lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn đúng không ạ? Dạ, vậy đúng thì rồi. Tại sao mình lại có quyết định này? Thật ra là hai bé đầu thì cái việc lưu trữ tế bào gốc lúc đó chưa có được phổ biến. Cho nên là lúc đó em cũng có nghe nói nhưng mà thật sự là ở Việt Nam không có nhiều, với lại thông tin thì cũng không có nhiều. Đến khi mà bé thứ ba đó thì em có tìm hiểu và em thấy là cái việc lưu trữ này nó có lợi rất là nhiều. Thì em mới quyết định là làm cho bé thứ ba. Nhưng mà khi mà mình quyết định làm như vậy thì gia đình có mất thời gian đắn đo suy nghĩ nhiều không? Và cái chi phí của mình thì thế nào? Dạ thật ra là em phải mất rất là nhiều thời gian để em nghiên cứu về cái việc này, là phải cân nhắc giữa cái việc là cái chi phí và cái lợi ích của cái việc lưu trữ. Tại vì thật ra mình lưu trữ trong một cái thời gian dài như vậy mình đâu có mình không có biết là mình có sử dụng hay không. Tại vì thật ra là khi mà lưu trữ cái này thì không ai muốn sử dụng cả, bởi vì chỉ đề phòng thôi, nó giống như là mua bảo hiểm vậy đó. Thành ra là em cũng cân nhắc và em cũng đi tham khảo nhiều những cái chỗ nào mà hiện tại có làm, em cũng tham khảo giá cả để xem. Thì thật ra là chi phí của các nơi thì không có chênh lệch với nhau nhiều. Nếu như mà mình trả một lần á thì thấy rất là nhiều tiền. Các gia đình mà ba mẹ mà đi làm công việc bình thường, thu nhập bình thường thôi thì sẽ thấy là hơi cao. Cái năm đầu tiên á thì sẽ đóng một cái khoản phí, đó là phí bao gồm phí thu thập và cái phí lưu trữ cho năm đầu tiên. Và sau đó những cái năm tiếp theo thì mình không có đóng cái phí thu thập nữa mà mình chỉ là phí lưu trữ thôi, thì cái khoản phí đó nó không có cao. Thì cái khoản phí lưu trữ thì mình sẽ đóng 5 năm hoặc 10 năm hoặc tùy mình lựa chọn thôi, mình có thể chia khoảng thời gian ra. Nhưng mà em tính nhẩm thử cái số tiền đó mà mình chia ra 18 năm, 20 năm mình lưu trữ cho con mình thì thật ra mỗi ngày chỉ mất khoảng tầm 2.000, 3.000 đồng thì nó không đáng là bao so với việc mà bảo vệ được sức khỏe. À, tức là cũng tùy gia đình lựa chọn là sẽ đóng như thế nào đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Thưa bác sĩ, như Minh Hà chia sẻ thì khi Hà sinh hai bé đầu tiên thì Hà chưa được nghe nói nhiều tới phương pháp này. Vậy thì bây giờ bác sĩ có thể cho khán giả biết là phương pháp này được áp dụng tại Việt Nam từ khi nào và hiệu quả của nó thế nào được không ạ? Hiện nay thì ở Việt Nam ấy thì từ năm 2002 là các bác sĩ ở Viện Huyết học Truyền máu Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu là ứng dụng ghép tế bào gốc từ máu cuống rốn để điều trị một số bệnh nhân bị ung thư máu. Thế sau đó thì đến tận năm 2009 thì Bộ Y tế mới bắt đầu là cho phép thành lập ngân hàng tế bào gốc. Thì hiện nay đã có một số ngân hàng ở cả trong Nam và ngoài Bắc là bắt đầu tiến hành thu thập và lưu trữ cái tế bào gốc từ máu dây rốn. Và cả nước thì có khoảng chừng
vài chục ca là đã được ứng dụng điều trị bằng tế bào gốc từ máu dây rốn. Hiệu quả thì tương đối là tốt, và cái số lượng người mà dùng tế bào gốc từ máu dây rốn ở trong nước cũng như trên thế giới thì càng ngày càng tăng. Và bây giờ tôi xin được hỏi người mà trong cuộc đã từng trải qua rồi, thì Minh Hà có thể cho khán giả truyền hình biết rằng là cái quá trình lấy mẫu cũng như là lưu trữ nó có cái gì phức tạp hay không, và quá trình nó như thế nào, sức khỏe của mình có ảnh hưởng gì không? Dạ, đầu tiên là khi mà em đăng ký cái dịch vụ mà lấy tế bào gốc này thì em phải thử máu. Em phải thử máu và xét nghiệm xem là có bị bệnh hoặc là có lấy tế bào gốc được hay không. Em nhớ không lầm là tuần thứ 33-34 thì lúc đó mình mới thử máu. Và sau khi mà mình được chấp nhận là sẽ làm được cái phương pháp này thì em có một cái số hotline để mà khi nào mà em chuyển dạ thì em sẽ gọi vào cái số hotline đó. Là bất cứ khi nào? Đã bất cứ khi nào. Thì em cũng đúng theo như vậy thôi, đến lúc mà chuyển dạ thì em điện thoại, và khi mà em vào đến bệnh viện thì nhân viên của bên ngân hàng cũng vào tới. Lúc mà vừa mới sanh xong thì họ lấy luôn, hoàn toàn là không có, em cũng không có cảm giác gì đau đớn gì hết á. Tại vì lấy từ cái cuốn rốn á, lấy xong và họ đem cái mẫu đó về, cái đến công đoạn đó là của bác sĩ rồi. À, tức là cũng không có mất quá nhiều thời gian và cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nhiều đúng không? Hoàn toàn là em chỉ có mất thời gian, thứ nhất là em phải đi xét nghiệm cái mẫu máu đầu tiên, và sau đó là em chỉ có việc là em gọi điện thoại em báo là em đi sanh. Khi sản phụ có nhu cầu lưu trữ máu cuống rốn cho con, cần phải đến bệnh viện và trung tâm có thực hiện phương pháp lưu trữ máu cuống rốn để kiểm tra sức khỏe. Nếu người mẹ mắc các bệnh về di truyền, nhiễm virus thì không thể lưu trữ. Nếu đủ điều kiện thì sản phụ sẽ phải làm thủ tục đăng ký và nộp chi phí ban đầu cho việc lưu trữ. Khi sản phụ sinh em bé, việc lấy máu cuống rốn sẽ được thực hiện khi tách em bé ra khỏi bánh nhau bằng hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là khi bánh nhau chưa sổ ra khỏi tử cung, máu được lấy ngay từ dây rốn. Phương pháp thứ hai là sau sổ nhau, bánh nhau sẽ được treo lên và lấy máu. Việc lấy mẫu sẽ được tiến hành trong vòng 10 phút đầu tiên kể từ khi sổ nhau. Quá thời gian này, máu sẽ bị đông không còn tác dụng. Máu cuống rốn sau khi được lấy sẽ được các chuyên gia y tế tiến hành phân tích và lưu trữ, bảo quản ở nhiệt độ âm 196 độ C để đảm bảo việc lưu trữ được an toàn, hiệu quả. Thế tôi đặt ra một cái tình huống như thế này, tới gần cái ngày sinh thì Minh Hà có thể là đi Phú Quốc hoặc thậm chí là sinh sớm hơn, không phải là ở tại Sài Gòn, đúng không? Thì bây giờ bạn có cái đường dây hotline rồi, bạn ý gọi tới cái đường dây hotline nói rằng bây giờ tôi không thể nào mà về trở lại Sài Gòn được nữa, thì sao? Nó hoàn toàn tùy thuộc vào vấn đề cung đường. Bởi vì chúng ta biết rằng là sau khi mà lấy được cái máu dây rốn cũng như mô dây rốn ở từ bệnh viện thì làm cách nào đấy để đưa cái mẫu đó về trong ngân hàng trong vòng 24 giờ. Nếu như mà cái cung đường nó thuận tiện thì ngân hàng người ta có thể cử nhân viên tới, hoặc là đi đường bộ hoặc là đi đường hàng không tới để phối hợp với lại bệnh viện tại cái địa phương đấy để lấy mang về. Nhưng mà nếu mà lại rơi vào những cái trường hợp mà nó không có tuyến bay hoặc là không có cách nào để mà mang về được, nó quá 24 giờ thì cũng không thể xử lý được. Bản thân em thì em cũng chứng kiến nhiều trường hợp, tức là bạn bè của em có nhiều trường hợp là khi mà chuyển dạ xanh á thì lại quên khuấy mất cái việc là gọi điện vào cái đường dây nóng, và thế là dẫn đến cái việc là bị trễ và không dạ lỡ mất và không kịp lấy mẫu tế bào gốc. Thành ra em nghĩ là đối với các bà mẹ mà đi sanh á thì nên là chuẩn bị kỹ, chuẩn bị ngoài cái hành lý của mình khi mà đi sanh thì mình cũng chuẩn bị sẵn là cái số hotline đó, và hoặc là dặn một người nhà chẳng hạn như là chồng hoặc là mẹ khi mà mình đi sanh đó thì là người đứng ra gọi điện, thay vì các mẹ mà lần đầu đi sanh thì rất là luống cuống. Vậy cái việc lưu trữ đông lạnh tế bào gốc này nó diễn ra được dài nhất là bao lâu, và chi phí cho cả quá trình là bao nhiêu thưa bác sĩ? Bởi vừa nãy tôi có hỏi Minh Hà nhưng tôi vẫn chưa biết được số tiền. Đâu ra bây giờ bác sĩ có thể chia sẻ được không ạ? Cái việc lưu trữ tế bào gốc này thì người ta lưu trữ trong gọi là trong âm sâu, tức là trong ni tơ lỏng âm 196 độ. Với ở cái nhiệt độ âm sâu này thì hầu như là các cái tế bào và các cái vi sinh vật nói chung thì nó ở cái dạng ngủ đông, không hoạt động, và có thể nó coi là cái nhiệt độ bảo quản vĩnh viễn, thì thời gian của nó rất là lâu. Tuy nhiên là cái hợp đồng thì thông thường người ta ký là 18 năm, và cả một cái gói hợp đồng dài 18 năm như thế thì cái kinh phí của nó hoàn toàn tùy thuộc vào chính sách của từng ngân hàng, kể cả ngân hàng nhà nước cũng có cái dịch vụ mà như thế này. Trung bình thì nó khoảng chừng xung quanh 90 triệu cho 18 năm.
Còn sau 18 năm thì lúc bây giờ em bé nó đã là 18 tuổi. Vâng. Nó có quyền công dân. Dạ. Lúc bây giờ nó có ký hợp đồng nữa hay không, nó là chủ thể có cái mẫu đó. À, chứ không phải liên quan đến chứ bố mẹ. Chứ không phải nữa, liên quan đến bố mẹ nữa. Chứ còn hiện nay là bố mẹ đứng ra ký cho con cái. À, thưa bác sĩ, thứ nhất là sau khi mà mình lưu trữ cái tế bào gốc á, thì nếu mà em đi nước ngoài thì em đem cái đó ra nước ngoài để mình sử dụng hay không? Thì cái việc chuyển ra nước ngoài điều trị nó phụ thuộc vào cái chuyện là em phải liên hệ với cái công ty mà vận chuyển chuyên dụng. Thì có thể công ty vận chuyển chuyên dụng ấy, người ta có sẵn cái bộ dụng cụ để mình lấy tế bào gốc từ trong ngân hàng bỏ vào đấy xong mình chuyển đi. Về phía ngân hàng ấy, thì ngân hàng cũng có một cái bộ dụng cụ đấy, người ta gọi là cái tăng vận chuyển. Trong đó là chứa cái người ta hấp phụ cái hơi nitơ lỏng vào trong đó để đảm bảo âm 196 độ trong vòng khoảng 7 ngày. Như vậy thì mình có thể chuyển bằng đường hàng không hoặc là bằng đường bộ cũng được. Ngoài cái chuyện cho mượn cái tăng đấy để mang đi thì còn có một cái mục nữa là thủ tục pháp lý để chứng nhận cái mẫu đấy. Vì là nó liên quan đến cái chuyện là cái thùng nó có giữ chữ lạnh. Vâng. Thế thành ra là mình phải có cái chứng nhận của các cái công ty sản xuất là cái thùng này được phép mang bằng đường hàng không. Thì hiện nay thì đã có người mang đi rồi. Thưa bác sĩ, thế nếu như có những sản phụ họ muốn hiến tặng cái tế bào gốc từ máu cuống rốn của họ thì ngân hàng mình có đồng ý không hay là sao ạ? Chúng ta biết rằng là cái việc mà xử lý cái mẫu tế bào gốc từ máu và mô di rốn nên nó rất là tốn kém. Để mà làm được một cái đơn vị tế bào gốc như thế thì nó đòi hỏi rất là nhiều kinh phí. Cho nên là những cái cơ sở tư nhân là rất là khó để có thể thực hiện được. Trừ khi mà có những cái hỗ trợ từ xã hội. Thế còn những cái trường hợp mà người ta đã đăng ký hiến tế bào gốc từ máu di rốn của con họ cho ngân hàng ấy, thì khi mà ngân hàng lưu trữ cái mẫu tế bào gốc đấy rồi thì khi chẳng may mà con họ có gặp bệnh ấy, thì họ sẽ là người ưu tiên số 1 được sử dụng. Thế còn trường hợp ví dụ như mà cái mô đấy mà chẳng may lại có người khác dùng rồi thì bây giờ ngân hàng sẽ hỗ trợ họ bằng cách là đi tìm trong cái hệ thống ngân hàng trên toàn thế giới. Bởi vì là chúng tôi thông thường là phải trở thành thành viên của các cái hiệp hội ngân hàng tế bào gốc của các khu vực và trên thế giới nữa. Kết nối với nhau. Kết nối với nhau. Thì như vậy thì người ta mới có một cái mạng để người ta đi tìm cái mẫu phù hợp. Hiện nay thì đối với cộng đồng ấy thì cái tính phù hợp về chỉ số này nó rất là thấp. Có khoảng 4 đến 6 trường hợp trên 10.000 trường hợp mới trùng nhau. Vì vậy cho nên là cái số lượng mẫu mà lưu trữ ở các ngân hàng kể cả của Việt Nam và thế giới nó cũng còn rất là hạn chế. Cái thao tác tìm thì đơn giản nhưng mà tìm được mẫu thì không phải dễ. Nếu mà để tóm gọn lại cái vấn đề này á, thì bác sĩ có thấy rằng cái lưu ý nhất khi mà các bà mẹ sắp sinh mà muốn lưu trữ tế bào gốc bằng máu cuống rốn đó là chúng ta phải chú ý tới cái vấn đề tài chính không thưa bác sĩ? Tôi nghĩ là nó hoàn toàn tùy thuộc vào từng gia đình một. Chỉ trên cái góc độ y học thôi thì tôi khuyên là mọi người cố gắng nên lưu trữ không những tế bào gốc từ máu dây rốn và cả tế bào gốc từ màng dây rốn. Thì những cái nguồn tế bào gốc này là nguồn tế bào gốc được coi là lý tưởng, nó rất là quý hiếm. Khi lấy thì nó không ảnh hưởng sức khỏe của mẹ và con. Và nó cũng không vi phạm y đức như là mình dùng tế bào gốc từ thai hoặc là tế bào gốc phôi. Ngoài ra ấy, thì tế bào gốc từ máu dây rốn và mô dây rốn nói chung ấy, nó có một cái tính đặc ưu miễn dịch là được người ta coi là nó hiền hòa hơn các tế bào gốc khác. Cho nên nó dễ dùng hơn. Người này phù hợp với người kia nó cũng dễ hơn là những cái tế bào gốc của người trưởng thành. Và cái việc mà cái đắn đo giữa cái kinh phí để mà lưu trữ với lại cái lợi ích của nó thì tôi nghĩ rằng là nó không phải là vấn đề chính, mà vấn đề chính là mình có mọi người có thấy là cái lợi ích lớn mà khi điều trị không. Chứ còn tôi nói với anh ví dụ như là khi mà mình bị bệnh mình không có cái mẫu tế bào gốc của mình lưu trữ thì mình tìm đấy, ví dụ như là lên hệ thống ngân hàng mình tìm có khi mãi không được. Lúc bây giờ anh có khi có cả tiền tỷ anh cũng không tìm ra. Trong khi đó mình lưu trữ này chỉ có tính ra là có khoảng mấy chục triệu thôi. Thế thì cái lúc bây giờ người ta mới thấy là lợi ích kinh tế thực sự. Chứ còn cái lợi ích y khoa thì rõ ràng là nó có. Đó là nhãn tiền. Bởi vì đôi khi tôi nghĩ rằng với những cái bệnh nan y chúng ta có 10 tỷ cũng bó tay, đúng không ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ cũng như là Minh Hà đã đến với phim trường của chúng tôi ngày hôm nay để chia sẻ về một cái khái niệm tôi nghĩ rằng là không mới nhưng mà rõ ràng là không phải là quá nhiều người biết, đó là lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn. Và hy vọng rằng với những bà mẹ sắp sinh mà họ có xem được chương trình ngày hôm nay thì họ cũng sẽ có quyết định xem là lưu trữ hay là không lưu trữ. Xin được cảm ơn bác sĩ và Minh Hà một lần nữa.
Và bây giờ để thay đổi không khí, chúng ta cùng trở lại với sân khấu của chương trình để thư giãn cùng với âm nhạc. Ca sĩ trẻ Nam Cường sẽ gửi tặng cho tất cả quý vị một tình khúc ngọt ngào mang tên Đợi Em, một sáng tác của Liêu Hưng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.